Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Vấn đề gia đình ông Gethard và mối quan hệ giữa gia đình ấy với mình đã được giải quyết tạm ổn. Kane rời đi Cincinnati và trở về với những nhiệm vụ kinh doanh. Chàng hết lòng quan tâm đến cái nhà máy rộng mênh mông chiếm cả hai dãy nhà ở ngoại ô thành phố kia, mà vừa chỉ đạo và phát triển nó, vừa là một bài toán, vừa là một niềm vui đối với chàng, cũng như đối với bố và anh chàng. Chàng thấy thích được cảm thấy mình là một bộ phận sống còn của cái ngành công nghiệp lớn lao đang phát triển này. Khi nhìn thấy những chiếc toa xe chở hàng chạy trên đường sắt gần đó mang nhãn hiệu công ty chế tạo Kane Cincinnati, hoặc khi tình cờ nhìn thấy những sản phẩm của công ty trưng bày tại những gian hàng bán toa xe ở các thành phố khác nhau, chàng thấy bừng lên trong lòng một cảm giác ấm áp vì thỏa mãn. Được là một nhân tố của một thiết chế ổn định đến thế, nổi bật đến thế, và có tiếng là lương thiện đến thế, quả cũng danh giá thật. Mọi điều đều rất tốt. Song giờ đây, Kane đang bước vào một giai đoạn mới trong đời tư của mình. Nói gọn lại là đã có Jenny. Trên đường trở về thành phố quê hương, chàng thấy rõ ràng mối quan hệ mà chàng đang bước vào có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó chịu. Chàng hơi sợ thái độ của bố. Trên hết thảy, chàng còn sợ anh trai mình là Robert. Tính Robert lạnh lùng và nệ tục. Ông ta là một nhà kinh doanh xuất sắc. Không có điều gì đáng chê trách cả về đời tư lẫn đời công. Không bao giờ đi quá giới hạn nghiêm ngặt đúng đắn của pháp luật. Ông ta không nhiệt tình mà cũng không độ lượng. Thực tế, ông ta có thể dở bất kỳ ngón nào mà lương tâm ông xét thấy nên làm vì thể diện, hay cùng lắm thì cũng là do cần kiếp. Lester không biết anh mình suy luận thế nào, vì chàng không thể lần theo những lắc léo của một thứ logic khả dĩ dung hòa những thủ thuật kinh doanh tàn nhẫn với sự nghiêm ngặt về đạo lý. Song Robert, bằng cách này hay cách khác, vẫn làm được điều đó. Anh ấy có lương tâm của một giáo đồ trưởng lão Scotland, pha lẫn cách nhận thức của người châu Á về cơ hội làm giàu. Đã có lần, Lester nói về một người nào đó như vậy, và chàng đã đánh giá chính xác. Tuy vậy, chàng vẫn không thể đánh bật những quan điểm của ông anh hoặc thách thức ông ta, vì chàng có công tâm. Trên thực tế và có lẽ do ngụy biện, chàng vẫn quy theo ước lệ. Hai anh em bề ngoài có vẻ thân thiện, nhưng nội tâm rất xa cách nhau. Về mặt quan hệ cá nhân, Robert rất ưa Lester. Song ông ta không tin tưởng ở nhận định của em trai về tài chính, và về tính khí thì hai người không nhất trí với nhau về việc nên sống và xử thế như thế nào. Lester ngấm ngầm khinh bỉ cái lối anh minh lạnh lùng và kiên trì săn đuổi đồng đô la đầy quyền lực. Robert thì cho rằng cái tác phong thích thoải mái của Lester là đáng trách, và sớm muộn thế nào cũng gây ra chuyện phiền toái. Trong công việc thì hai anh em không cãi nhau nhiều, cũng ít có dịp cãi nhau vì ông bố già còn phụ trách. Song những bất đồng nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra, cho thấy rõ xu thế của tình hình. Lester xây dựng việc kinh doanh bằng quan hệ thân thiện, bằng những nhân nhượng, tiếp xúc cá nhân và ân huệ. Robert thì chủ trương mọi chuyện đều phải xích sao, cắt giảm giá thành sản xuất và đề ra những biện pháp tài chính nhằm bóp nghẹt cạnh tranh. Ông già chủ hãng sản xuất luôn luôn cố hết sức xoa dịu đôi bên. Song ông cụ thấy trước rồi thế nào cũng xảy ra va chạm. Một trong hai người con trai ông sẽ phải rời bỏ cương vị của mình, hoặc có thể cả hai. Giá mà hai con có thể nhất trí với nhau, ông thường hay nói như vậy. Một điều khác khiến Lester hoang mang, đó là thái độ của bố về vấn đề hôn nhân. Nói cụ thể ra là chuyện hôn nhân của Lester. Ông cụ Archibald Kane không ngừng thúc giục Lester lấy vợ và khăng khăng cho rằng việc chàng cứ để lần nữa chuyện ấy là một sai lầm lớn. Tất cả những người con khác của ông, trừ cô Louise, đều đã yên bề gia thất. Tại sao con trai cưng của ông lại chưa? Chuyện ấy sẽ làm tổn hại cho chàng về các mặt đạo đức, xã hội, thương mại. Ông cầm chắc như vậy. Thiên hạ người ta chờ đợi chuyện hôn nhân của một người có địa vị như con. Bố chàng thỉnh thoảng lại lập luận như thế. Việc ấy sẽ giúp con củng cố được địa vị và uy tín trong xã hội.
Con phải tìm lấy một người phụ nữ tốt mà gây dựng gia đình. Liệu đến tuổi ba rồi con sẽ ra sao nếu như con không có con cái và không có gia đình? Ồ, nếu như con gặp người phụ nữ hợp ý, Lester nói, con cho rằng con sẽ lấy cô ta. Nhưng con vẫn chưa gặp người đó. Ba muốn con làm gì bây giờ? Lấy bất kỳ ai à? Không, tất nhiên là không phải lấy bất kỳ ai. Nhưng có nhiều phụ nữ tốt đấy chứ. Nếu cố gắng, thế nào con cũng có thể tìm được. Có cái cô Pace đấy, cô ấy thế nào? Trước kia con vẫn thích cô ấy đấy thôi. Ở địa vị con, ba sẽ không buông trôi như thế, Lester ạ. Như thế sẽ không thể đưa đến điều gì tốt đẹp đâu. Người con trai chỉ mỉm cười. Thôi, ba ạ, bây giờ hẳn để chuyện ấy đó. Chắc chắn rồi sẽ đến lúc con nghĩ lại. Khi nào khác thì con mới chịu uống chứ. Ông già đã nhiều lần thôi không nhắc đến chuyện ấy. Nhưng cứ tức anh ách trong lòng. Ông muốn con mình yên bề gia thất để trở thành một nhà kinh doanh thực sự. Ngay cả Lester cũng thấy hiển nhiên là tình thế đó có thể gây trở ngại lớn cho việc chàng thu xếp lâu dài với Jenny. Chàng trù tính một kế hoạch hoạt động cẩn thận. Tất nhiên, chàng sẽ không bỏ Jenny dù có thể xảy ra hậu quả thế nào đi nữa. Nhưng chàng phải thận trọng và không được liều lĩnh một cách không cần thiết. Liệu chàng có thể đem nàng về Cincinnati được chăng? Nếu như việc ấy bị phát hiện ra, thì sẽ tai tiếng biết bao. Liệu chàng có thể để nàng ở một ngôi nhà đẹp đẽ tại một nơi nào gần thành phố này chăng? Có thể rồi cuối cùng sẽ có điều gì khiến gia đình chàng sinh nghi. Liệu chàng có thể đưa nàng đi theo mình trong nhiều chuyến doanh vụ chăng? Cuộc đi đầu tiên tới New York đã thành công. Liệu có thể cứ mãi được không nhỉ? Chàng cân nhắc vấn đề ấy trong đầu. Chính khó khăn lại tạo ra hào hứng. Suy cho cùng có lẽ St. Louis hoặc Pittsburgh hoặc Chicago sẽ là những địa điểm thuận lợi nhất. Chàng hay đến các thành phố này, đặc biệt là Chicago. Nếu thu xếp được thì bao giờ mà chàng chẳng thể kiếm cớ để đến đó. Và đi xe lửa chỉ mất có một đêm thôi. Phải, tốt nhất là Chicago. Chính do thành phố ấy rộng lớn và tấp nập nên việc che giấu của chàng cũng dễ. Sau 2 tuần ở Cincinnati, Lester viết thư cho Jenny báo rằng ít lâu nữa chàng sẽ tới Cleveland và nàng trả lời rằng theo nàng thì chàng có thể đến thăm nàng mà không xảy ra chuyện gì. Nàng đã nói chuyện với bố về chàng. Nàng cảm thấy không nên ngồi không ở nhà nên đã kiếm việc làm tại một cửa hiệu, mỗi tuần được trả $4. Chàng mỉm cười nghĩ đến chuyện nàng đi làm. Tuy vậy sự đúng đắn và nghị lực thể hiện ở việc ấy khiến chàng thích thú. Chàng nói, nàng cừ thật. Nàng là người tốt nhất mà mình đã từng gặp. Thứ bảy sau, chàng đi Cleveland và đến thăm nàng tại nơi làm việc rồi hẹn sẽ tới nhà hôm ấy. Chàng nóng lòng muốn cái việc giới thiệu mình và ý trung nhân của nàng được làm xong càng sớm càng tốt. Khi chàng đến thăm, vẻ sơ sát của ngôi nhà và cảnh nghèo khổ rành rành của gia đình này khiến chàng hơi chán. Nhưng vẫn thấy Jenny đáng yêu không kém. Vài phút sau khi chàng tới, ông Gethard ra phòng trước, bắt tay chàng. Bà Gethard cũng vậy, nhưng chàng không để ý đến hai ông bà mấy. Đối với chàng, ông già người Đức này chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ là một người làm thuê bình thường, như trong nhà máy của cha chàng có đến hàng trăm. Sau một lát trò chuyện rời rạc, Lester gợi ý Jenny là hai người sẽ rong xe đi chơi. Jenny đội mũ và hai người cùng ra đi. Thực ra, họ đến căn phòng mà trước đây chàng đã thuê làm nơi để quần áo cho nàng. Lúc 8 giờ tối, khi nàng trở về, gia đình nàng coi việc ấy là không có gì sai trái cả. Chương 25. Một tháng sau, Jenny đã có thể báo tin Lester có ý định lấy mình. Tất nhiên là những cuộc đến thăm của chàng đã dọn đường cho việc ấy. Và như thế cũng có vẻ khá tự nhiên. Duy chỉ có ông Gethard hình như hơi ngờ vực đôi chút. Ông không hiểu làm sao lại có thể như thế được. Có lẽ chuyện ấy cũng được thôi. Xem ra Lester là một con người khá lịch sự, thiện tâm. Và với Brander đã thế được thì bây giờ sao lại không? Nếu như một ông thượng nghị sĩ nước Mỹ có thể phải lòng Jenny, thì một nhà doanh nghiệp cũng có thể chứ. Chỉ có một điều,
Đó là đứa trẻ. Ông hỏi bà vợ. Nó đã nói với anh ta về con bé Vesta chưa nhỉ? Bà Gethard nói, chưa, chưa đâu. Chưa, chưa, bao giờ cũng có một cái gì cất giấu giấu, giếm giếm. Bà cho rằng nếu biết chuyện ấy mà anh ta còn cần đến nó à? Đấy, trước hết phải thấy cái hậu quả của cách cư xử như vậy. Bây giờ nó cứ phải lẩn tránh như kẻ trộm. Thậm chí đứa bé không có được một cái họ cho tử tế nữa. Ông Gethard lại tiếp tục đọc báo và trầm tư suy nghĩ. Ông thấy đời mình là một thất bại hoàn toàn. Và ông chỉ chờ đến lúc đủ sức khỏe để kiếm một chân gác cổng như trước. Ông muốn bước ra khỏi cái cảnh bí bách đầy giả dối và không lương thiện này. Khoảng 1-2 tuần sau, Jenny thổ lộ với mẹ rằng Lester biên thư bảo nàng đến Chicago với chàng. Chàng không được khỏe và không đến Cleveland được. Hai mẹ con trình bày với ông Gethard rằng Jenny sắp sửa phải ra đi để lấy kênh. Nghe vậy, ông Gethard nổi giận và những mối nghi ngờ lại khuấy động trong lòng. Song ông chẳng biết làm thế nào mà chỉ cào nhào, nhất định rồi sẽ chẳng đi đến kết quả gì tốt đẹp. Điều đó thì ông cầm chắc. Đã đến ngày Jenny phải ra đi mà không kịp chào từ biệt bố. Ông đi tìm việc mãi đến xế chiều mới về nhà, và trước khi ông về, nàng đã phải ra ga. Đến nơi rồi mình sẽ viết thư về cho bố vậy, nàng nói. Nàng cứ hôn con hoài. Chẳng bao lâu nữa, Lester sẽ kiếm cho gia đình mình một ngôi nhà tốt hơn, nàng nói tiếp đầy hy vọng. Anh ấy muốn gia đình mình rời đi chỗ khác. Chuyến tàu đêm đưa nàng tới Chicago, cuộc đời cũ đã kết thúc và cuộc đời mới bắt đầu. Ở đây cũng cần ghi lại một sự việc lạ lùng là, mặc dù sự rộng rãi của Lester đã làm giảm hẳn căng thẳng về tài chính của gia đình, bọn trẻ con và ông Gethard thực sự vẫn không hay biết gì cả. Đối với bà Gethard, thì nói dối chồng về việc mua những thứ nhu yếu phẩm cũng dễ thôi. Và cho đến nay, bà vẫn chưa dám hoàn toàn tung bén sắm những món mà túi tiền rủng rỉnh hơn cho phép, vì sợ mà bà không dám. Nhưng sau khi đến Chicago được mấy ngày, Jenny đã viết thư cho mẹ, nói rằng Lester muốn gia đình nàng tìm một ngôi nhà mới. Bức thư ấy đã được đưa cho ông Gethard xem. Từ trước đến giờ, ông vẫn chỉ chờ nàng về là làm toán lên. Ông chau mày. Điều đó dù sao cũng chứng tỏ Lester đứng đắn. Nếu như chưa lấy nó, thì việc gì anh ta lại muốn giúp đỡ mình? Có lẽ rốt cuộc Jenny đã kết hôn đàng hoàng. Có lẽ nàng đã được đưa lên một địa vị cao sang trong cuộc đời và giờ đây có thể giúp đỡ gia đình. Ông Gethard hầu như đã quyết định dứt khoát thứ lỗi hẳn cho nàng về mọi chuyện. Kết cục là mọi người quyết định chọn một ngôi nhà mới và Jenny trở về Cleveland để giúp mẹ di chuyển. Cả gia đình đi lùng các phố để tìm một khu vực đẹp đẽ và yên tĩnh. Cuối cùng đã tìm được. Họ thuê được một ngôi nhà chín buồng có đủ đồ đạc thích hợp và một cái sân giá mỗi tháng $30. Trong phòng ăn và phòng khách có đủ tiện nghi. Ở phòng khách nhỏ và các phòng ngủ đều có một bộ đồ dùng hoàn chỉnh. Gian bếp được trang bị đủ mọi thứ đồ dùng tiện lợi mà lại còn cả một buồng tắm. Một thứ xa xỉ mà từ trước đến giờ gia đình Gethard chưa hề được hưởng. Tuy giản dị, nhưng toàn bộ ngôi nhà khá hấp dẫn và Jenny sung sướng vì biết rằng gia đình nàng có thể sống thoải mái ở đó. Lúc chuyển đi thực sự, bà Gethard vui mừng không sao tả xiết. Đây chẳng phải là những mơ ước của bà đã thành sự thực đó sao? Suốt bao năm ròng rã, bà đã chờ đợi nó và giờ đây nó đã đến. Một ngôi nhà mới, đồ đạc mới, cơ mang là chỗ, toàn những thứ lịch sự, thậm chí còn hơn cả trí tưởng tượng của bà. Ai mà ngờ được. Đôi mắt bà long lanh sáng khi nhìn những chiếc giường, bàn, tủ mới và các giá gỗ đựng linh tinh. Lạy Chúa, sang trọng chưa, đẹp chưa, bà kêu lên. Jenny mỉm cười, cố làm ra vẻ thỏa mãn và không bị xúc động.
Nhưng đôi mắt nàng đẫm lệ. Nàng sung sướng thay cho mẹ. Nàng có thể hôn chân Lester vì lòng tốt của chàng đối với gia đình mình. Hôm dọn đồ đạc đến, bà Gethard, Mather và Veronica chịu trách nhiệm lau chùi và sắp xếp mọi thứ. Nhìn những căn phòng rộng rãi, khu giường tuy khá trơ trụi vào mùa đông, nhưng hứa hẹn một mẫu xanh dịu mát vào mùa xuân, những đồ đạc mới đứng ngổn ngang trong đám giỏ bào, cả gia đình sướng như điên. Thật là đẹp đẽ, thật là rộng rãi. Thằng Roger chùi chân vào mấy tấm thảm mới, còn Pass thì xem xét chất lượng của các thứ đồ đạc bằng một giả xét nét. Rất tốt, gã bình phẩm. Bà Gethard cứ đi đi lại lại như một người đang mơ ngủ. Bà không thể tin rằng những phòng ngủ lộng lẫy này, cái phòng khách đẹp đẽ này và cái phòng ăn xinh xắn này lại thực sự là của bà. Ông Gethard đến cuối cùng. Tuy đã cố lắm để khỏi thể hiện ra ngoài mặt, ông cũng khó mà kìm nổi một lời bình luận phấn khởi. Chùm đèn nhiều bóng bằng kính trắng mờ treo trên phía bàn ăn là nét chấm phá cuối cùng. Ông nói, lại có cả hơi đốt nữa. Với cặp lông mày rậm, ông nghiêm nghị nhìn xung quanh. Nào những tấm thảm mới dưới chân ông, nào chiếc bàn dài bằng gỗ sồi phủ tấm khăn màu trắng do có bày những chiếc đĩa mới. Nào những bức tranh treo trên tường, nào gian bếp sạch sẽ sáng bóng. Ông lắc đầu. Chà, lịch sự thật. Rất đẹp, phải rất đẹp. Bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận, đừng đánh dở cái gì. Làm đổ dở thì dễ lắm, và đã dở rồi là hết. Phải, thậm chí ông Gethard cũng thấy hài lòng. Chương 26. Cũng chẳng cần ghi chép những sự kiện xảy ra trong 3 năm tiếp theo làm gì. Những sự kiện mà gia đình này đã trải từ cảnh nghèo túng thấp hèn đến chỗ tương đối có thể tự lực được. Tất nhiên dựa vào sự phát đạt của Jenny và vào sự rộng lượng thông qua nàng của người chồng phương xa của nàng. Thỉnh thoảng, người ta thấy Lester đến thăm Cleveland như một nhân vật quan trọng và đôi khi chàng đến tận ngôi nhà kia. Tại đó, chàng cùng Jenny chiếm 2 phòng đẹp nhất trên tầng 2. Về phía nàng, cũng có những chuyến đi vội vã đáp lại những bức điện tin nhắn gọi tới Chicago, St. Louis và New York. Một trong những thú tiêu khiển mà chàng ưa thích là thuê nhà tại các vùng nghỉ mát nổi tiếng Hot Spring, Clemens, Saratoga và ở lại một mạch 1 hoặc 2 tuần lễ để hưởng thú xa hoa cùng với Jenny như người vợ của mình. Có những lần khác, chàng rẽ qua Cleveland chỉ để được gặp Jenny một ngày. Chàng luôn luôn nhận thức rằng mình đang trút lên nàng cái gánh nặng thật sự của một tình thế khá khó xử. Nhưng chàng cũng không biết làm thế nào để có thể cứu vãn được vào lúc này. Cho đến nay, chàng vẫn không chắc là mình có thực sự muốn cứu vãn cái tình thế ấy hay không. Hai người đang sống với nhau khá là êm đẹp. Thái độ của gia đình Gethard đối với chuyện này cũng khác thường. Thoạt tiên, tuy việc này không hợp thức nhưng cũng có vẻ tự nhiên. Jenny nói rằng mình đã cưới. Không ai nhìn thấy tờ giấy chứng nhận hôn thú. Nhưng nàng bảo thế và giữ cái phong thái của một người có mối quan hệ ấy. Thế nhưng nàng vẫn không bao giờ đến Cincinnati là nơi gia đình chàng ở và cũng chẳng có người bà con nào của chàng đến với nàng. Lại nữa, mặc dù lúc đầu mọi người mờ mắt vì tiền bạc, song thái độ của chàng vẫn là kỳ cục. Chàng không xử sự như một người có vợ, chàng rất thờ ơ. Có những tuần, nàng chỉ nhận được những bức thư ngắn viết lấy lệ. Có những lần nàng chỉ đi khỏi nhà ít ngày để gặp chàng. Rồi có những thời gian dài nàng vắng mặt, bằng chứng duy nhất đáng kể về một mối quan hệ vợ chồng thực sự. Và như thế dù sao cũng có vẻ khác thường. Bass lúc ấy đã trở thành một thanh niên 25 tuổi, phần nào có óc phán xét về việc kinh doanh và muốn thoát ly gia đình để bước vào đời, gã sinh nghi. Gã đã bắt đầu có một hiểu biết khá sắc sảo về cuộc sống và cảm thấy bằng trực giác rằng sự việc này không ổn. Roger, 19 tuổi, đã kiếm được một chân tạm tạm trong một nhà máy sản xuất giấy dán tường
và đang hy vọng thành ngày hẳn hoi trong lĩnh vực này, giờ đây cũng đầm áy náy. Nó cảm thấy có điều gì không ổn. Còn Mather, 17 tuổi, vẫn đi học như thằng William và con Veronica. Mỗi đứa đều có cơ hội ăn học lâu dài, nhưng đời sống có những chuyện phải băn khoăn. Chúng biết về đứa con của Jenny, những người hàng xóm thì hiển nhiên là đang tự rút ra những kết luận. Gia đình này có ít bạn bè. Bản thân ông Gethard cuối cùng cũng kết luận rằng có điều gì không ổn, nhưng ông đã tự buông thả vào tình thế ấy, nên chẳng thể đặt vấn đề ra tranh luận. Đôi khi ông muốn hỏi Jenny, và nếu có thể thì đề nghị nàng cải thiện tình hình đó. Song điều xấu nhất đã xảy ra rồi. Ông biết rằng bây giờ mọi sự đều phụ thuộc vào anh chàng kia. Sự việc đã đang dần dần tiến đến một tình thế có thể xảy ra một cuộc tổng biến động, thì cuộc đời lại xen vào một giải pháp tình cờ. Sức khỏe của bà Gethard bị suy sụp. Tuy tạ người mập mạp và trước đây năng hoạt động, nhưng vài năm gần đây rõ ràng bà đã có thói quen tĩnh tại và trở nên yếu ớt, lại thêm đầu óc vốn hay lo quanh nghĩ quẩn như thể bị nhiều căn bệnh trầm trọng và rối loạn đè nặng lên. Tình trạng đó giờ đây lên đến tột đỉnh, chuyển thành một ca ngộ độc. Thuốc ngấm vào cơ thể từ từ nhưng rất chắc chắn. Cử chỉ của bà trở nên chậm chạp một cách rõ rệt. Bà mau mệt khi làm chút ít công việc mọi người dành để bà làm. Và cuối cùng bà than phiền với Jenny rằng bà khó lòng mà lên xuống cầu thang. Bà nói, mẹ không được khỏe, có lẽ mẹ sắp sửa ốm. Jenny hoảng hốt và đề nghị đưa bà đến một nơi nào gần đó có suối chữa bệnh, nhưng bà không chịu. Mẹ nghĩ cũng chẳng ăn thua gì đâu. Bà cứ ngồi chơi loanh quanh hoặc đi chơi với con gái bằng xe ngựa, nhưng cảnh thu tàn khiến bà buồn bã. Mẹ không muốn bị ốm vào mùa thu, những chiếc lá rụng khiến mẹ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bình phục được. Ôi, mẹ đừng nói gỡ nào, Jenny nói. Tuy vậy nàng cũng cảm thấy hãi hùng. Một gia đình bình thường nhờ cậy vào bà mẹ đến mức nào thể hiện rõ lúc mọi người sợ bà sắp qua đời. Bas đã tính đến chuyện lấy vợ và ra khỏi cái bầu không khí này, giờ đây tạm thời bỏ ý nghĩ ấy. Ông Gethard choáng váng và buồn rũ rượi, cứ dơ dơ dẫn dẫn như một người chờ đợi và sợ hãi một tai họa có thể xảy ra. Vốn chưa từng trải chuyện chết chóc nên không tin là có thể mất mẹ. Jenny cảm thấy sự sống của bà chừng mực nào đó là tùy thuộc ở nàng. Cứ hy vọng hoài, bất chấp mọi hoàn cảnh bất lợi hoàn toàn, nàng cứ loanh quanh như một cái bóng trắng kiên nhẫn, chờ đợi và hầu hạ. Cái chết đến vào một buổi sáng. Sau một tháng bà bị ốm và nhiều ngày bất tỉnh. Trong thời gian ấy, căn nhà chìm trong yên lặng và tất cả mọi người trong gia đình đi lại đều phải rón rén bằng đầu ngón chân. Bà Gethard qua đời. Đôi mắt tắt dần còn dán vào khuôn mặt Jenny suốt mấy phút tỉnh táo cuối cùng mà cuộc sống chiếu cố cho bà. Jenny nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ với một nỗi hãi hùng đầy thương cảm. Ôi, mẹ, 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 không, không, mẹ. Nàng kêu lên, nức nở. Từ ngoài sân, ông Gethard chạy vào và nằm vật xuống giường, dặn hai bàn tay xương xẩu vào nhau một cách khổ não. Lẽ ra tôi phải đi trước mới đúng. Lẽ ra tôi phải đi trước. Cái chết của bà Gethard khiến cho sự tan vỡ dứt khoát của gia đình này càng đến sớm. Bas nhất quyết lấy vợ ngay, vì gã đã có một cô người yêu ở trong thành phố ít lâu. Mather cũng nóng lòng muốn thoát ly ngay, vì cách nhìn đời của cô đã mở rộng ra và cứng rắn thêm. Cô thấy một vết nhơ gắn liền với gia đình, mà thực tế đã gắn vào cô
chừng nào cô còn ở đó. Martha hướng về trường công như một nguồn thu nhập. Cô sắp trở thành một cô giáo. Chỉ có mình ông Gethard chẳng biết nên xoay hướng nào. Thời gian này, ông lại làm một chân gác đêm. Một hôm, Jenny thấy ông khóc một mình trong bếp và nàng lập tức cũng hòa lên khóc. Bố! Bố ơi! Tình thế cũng không đến nỗi tồi tệ tới đâu. Rồi bố lúc nào cũng có một gia đình, bố biết đấy. Chừng nào mà con còn có chút gì, bố có thể đến với con. Không. Ông phản đối. Ông thật sự không muốn đi với con gái. Không, không phải thế đâu. Cả cuộc đời bố, thế là hết. Ít lâu sau, Bas, Roger và Martha dứt khoát ra đi. Lần lượt từng người một, để lại Jenny, ông bố, còn Veronica, thằng William và một đứa trẻ nữa, con của Jenny. Tất nhiên, Lester không biết bố mẹ con bé Vesta là ai. Và kể cũng lạ là trước đây chàng chẳng bao giờ thấy nó. Trong những thời gian ngắn chàng hạ cố đến gia đình này, nhiều lắm là 2-3 ngày. Bà Gethard đều hết sức thận trọng để cho con bé Vesta tránh mặt. Trên tầng thượng có một phòng cho trẻ chơi và một phòng ngủ, vì vậy việc giấu giếm cũng dễ dàng. Lester ít khi ra khỏi phòng mình, thậm chí chàng còn dùng bữa trong cái phòng tạm, có thể gọi là buồng tiếp khách của dãy phòng ấy. Chàng không tọc mạch mà cũng chẳng sốt sắng muốn gặp bất kỳ người nào khác trong gia đình. Chàng hoàn toàn sẵn lòng bắt tay họ hoặc đổi trao vài lời chiếu lệ, mà chỉ là những lời chiếu lệ thôi. Mọi người đều hiểu ngầm rằng đứa trẻ không nên xuất hiện, và vì vậy nó không xuất hiện. Giữa tuổi già và tuổi thơ, có một mối cảm thương không thể nào giải thích nổi. Đó là một sự đồng cảm, vừa đẹp đẽ, vừa thấm thiết. Suốt cái năm đầu ở phố Laurie ấy, những lúc không có ai để ý, ông Gethard thường cho con bé Vesta ngồi lên hai vai mình mà đưa đi loanh quanh và véo hai cái má mềm mại đỏ hồng của nó. Khi con bé đủ tháng để tập đi, thì chính ông là người buộc dưới hai nách nó một tấm khăn mặt thật chắc chắn mà kiên nhẫn dẫn đi quanh phòng, cho đến khi nó có thể tự mình bước lấy vài bước. Đến khi nó thực sự đi được, thì ông lại là người dỗ dành cho nó cố bước đi. Tuy ông lúc thì rụt rè, lúc thì quyết liệt, song bao giờ cũng âu yếm nó. Số phận rung rủi thế nào mà cái vết nhơ này trên danh dự gia đình ông, cái vết ố này trên nền đạo lý thông thường lại gắn những ngón tay bé nhỏ đơn côi, xoắn suýt lấy những sợi dây tình cảm của trái tim ông. Ông yêu quý đứa bé lạc loài này một cách nồng nàn và tràn đầy hy vọng. Nó là tia sáng rực rỡ duy nhất trong một cuộc đời chật hẹp và ảm đạm của ông. Ông Gethard sớm gánh lấy trách nhiệm dạy dỗ cho nó về các vấn đề tôn giáo. Không phải ông thì còn ai đã khăng khăng đòi làm lễ rửa tội cho đứa bé? Hãy nói, Chúa cha. Ông thường bắt đứa bé Bibo nói như vậy khi chỉ có một mình ông với nó. Đứa bé ù ờ lặp lại lời ông, toàn bằng nguyên âm. Người ở trên trời. Người ở anh ai? Đứa bé nhắc lại. Sao ông dạy nó sớm thế? Bà Gethard nài nỉ xin ông khi nghe lỡm thấy con bé cố giật lộn với những phụ âm và nguyên âm bướng bỉnh. Ông trả lời kiên quyết. Vì tôi muốn nó phải học tín ngưỡng của đạo Cờ Đốc. Nó phải biết cầu nguyện. Nếu không bắt đầu từ bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ nó biết. Và như thế, đứa bé đã bắt đầu bước sang tuổi thứ năm, vẻ xinh xắn, nét thông minh và hoạt bát tăng lên. Ông Gethard mê tích những câu nó hỏi, những vấn đề hắc búa nó đề ra. Còn bé đến là lạ. Ông thường kêu lên với bà vợ, chẳng có điều gì là nó không muốn biết. Thượng đế ở đâu? Ngài làm gì?
Người để chân ở chỗ nào? Nó hỏi ông như thế, đôi lúc ông phải bật cười. Từ lúc thức dậy, mặc quần áo cho con bé con buổi sáng, tới lúc đặt nó xuống giường ngủ vào buổi tối, sau khi nó đã cầu nguyện xong. Ông cảm thấy nó bắt đầu trở thành niềm an ủi và nguồn êm ấm chủ yếu của đời mình. Nếu không có Vesta, ông Gethard ắt đã cảm thấy thực sự khó mà chịu đựng nổi cuộc đời. Chương 27. Suốt 3 năm nay, Lester sống hạnh phúc trong quan hệ bầu bạn với Jenny. Dưới con mắt của nhà thờ và của xã hội, thì mối quan hệ ấy có thể là bất bình thường. Nhưng nó đã đem lại cho chàng sự thanh thản và ấm cúng. Chàng hoàn toàn thỏa mãn với kết quả của việc thí nghiệm này. Sự quan tâm của chàng đối với những công việc xã hội ở Cincinnati hiện nay thực sự là con số 0. Và chàng nhất thiết không chịu đếm xỉa đến bất kỳ đề nghị hôn nhân nào mà chàng là đối tượng. Chàng coi tổ chức kinh doanh của ông bố như tạo cho mình một cơ hội thực sự nếu như chàng có nắm được quyền điều khiển. Nhưng chàng không thấy có cách nào để làm chuyện đó. Lợi ích của Robert luôn luôn ngắn đường, và có chăng hai anh em chỉ càng xa cách nhau hơn về ý nghĩ và mục đích. Đã một đôi lần Lester tính chuyện bước vào một ngành kinh doanh khác hoặc liên kết với một công ty đóng toa tàu khác, nhưng chàng lại cảm thấy mình không thể nhẫn tâm làm điều đó. Với cương vị thư ký và thủ quỹ của công ty mà Robert làm phó chủ tịch, lương của Lester là 15.000 một năm và thêm khoảng 5.000 từ những vốn đầu tư khác. Chàng đã không được may mắn và khôn ngoan như Robert. Ngoài số tiền vốn cố định cho chàng món lời 5.000 đô la, chàng chẳng còn gì khác. Còn Robert thì rõ ràng có tới khoảng từ 3 đến 400.000 đô la. Thêm vào món lợi tức tương lai trong việc kinh doanh mà cả hai em tin ý đồ chừng rằng mình sẽ được chia phần ưu tiên đôi chút. Robert và Lester nghĩ rằng mỗi người sẽ được 1/4, các chị em gái được mỗi người 1/6. Nếu ông già họ Kên theo quan điểm này thì xem ra cũng là chuyện dĩ nhiên, vì hai anh em thực tế điều khiển và làm mọi công việc. Tuy vậy vẫn không có gì chắc chắn. Ông già quý phái này có thể làm bất cứ điều gì mà cũng có thể không làm điều gì hết. Có lẽ ông sẽ rất công bằng và phóng khoáng. Đồng thời Robert rõ ràng đang đánh bại Lester trong ván cờ đời. Liệu Lester sẽ làm gì với vấn đề này? Tuy vậy, Lester vẫn cố triết lý. Cho dù mình sống ở Nhà Trắng, hay ở nhà mình đây, hay ở khách sạn Grand Pacific, thì có khác gì nhau? Nhưng ngay trong câu hỏi ấy đã bao hàm ý nghĩa là có nhiều thành tựu trong cuộc sống mà chàng không thực hiện nổi trong nghề nghiệp của mình. Nhà Trắng tiêu biểu cho sự tiến bộ và thành công có tính chất công khai rộng lớn. Nhà chàng và khách sạn Grand Pacific là những cái đến với chàng chẳng mất công gì. Độ này, vào khoảng thời gian mẹ Jenny chết, chàng quyết định sẽ nỗ lực đôi chút để khôi phục lại địa vị của mình. Chàng sẽ chấm dứt việc nhàn tản. Những chuyến đi với Jenny đã làm chàng mất rất nhiều thời giờ. Chàng sẽ bỏ ra một ít tiền đầu tư bên ngoài. Nếu như ông anh chàng có thể kiếm được những con đường tiến bằng lợi nhuận tài chính, thì chàng cũng có thể làm thế. Chàng sẽ cố gắng khẳng định quyền lực của mình. Chàng sẽ cố làm cho bản thân mình trở nên quan trọng trong công việc kinh doanh, hơn là cứ để cho Robert dần dần thâu tóm mọi công việc. Liệu chàng có bỏ rơi Jenny không? Cái ý nghĩ ấy cũng đến với chàng. Nàng chẳng có quyền yêu sách gì chàng. Nàng không thể phản đối gì được. Dù sao, chàng cũng không biết làm cách nào để bỏ nàng. Điều đó có vẻ tàn nhẫn, vô ích. Và trước hết là, tuy chàng không muốn thú nhận sự thật này, làm thế sẽ bất tiện cho chàng. Chàng ưa nàng, có lẽ yêu nàng theo một lối ích kỷ. Chàng không thể hiểu thật rõ, chàng có thể bỏ nàng bằng cách nào. Chính vào thời kỳ này, chàng có một mối bất đồng thực sự nghiêm trọng với Robert. Robert muốn cắt đứt quan hệ với một hãng sơn lâu đời và có uy tín ở New York. Hãng này chế tạo các loại sơn đặc biệt cho gia đình họ để đầu tư vào công ty mới ở Chicago, vì công ty này đang phát triển và có một tương lai đầy hứa hẹn. Sự đáng tin cậy của họ và quan hệ lâu đời, thân thiện của họ với gia đình mình nên Lester phản đối ý định của ông anh. Thoạt đầu, ông bố có vẻ đồng ý với Lester.
Nhưng Robert đem vấn đề ra tranh luận bằng lời nói lạnh lùng và logic của mình. Đôi mắt xanh của ông nhìn chằm chằm vào mặt người em không chút nhân nhượng. Chúng ta không thể tiếp tục mãi. Việc ủng hộ những người bạn cũ chỉ bởi vì bà đã giao dịch với họ hoặc chỉ vì chị thích họ. Chúng ta phải có một sự thay đổi. Việc kinh doanh phải được củng cố. Chúng ta sắp sửa phải cạnh tranh nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng Lester nói, chuyện này phải theo ý bà. Tôi chả tha thiết gì lắm đâu. Giải quyết cách này hay cách khác cũng chẳng tổn thương đến tôi. Anh bảo rằng cuối cùng nhà ta sẽ được lời. Còn lập luận của tôi thì lại ngược lại như vậy. Ông cụ Archibald Kane bình tĩnh nói, bà nghĩ rằng Robert nói phải. Hầu hết các ý kiến mà anh ấy đề xuất ra bấy lâu này đều có tác dụng. Lester đỏ bừng mặt. Được, thế thì chúng ta sẽ không thảo luận gì thêm về chuyện đó nữa. Chàng nói rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng. Sự choáng váng do thất bại ấy gây ra lại đến đúng vào thời gian mà Lester dự định lấy lại nghị lực để lập thân, khiến chàng buồn nản. Chuyện đó chẳng hề trọng lắm, nhưng lời nhận xét của bố về sự nhạy bén của Robert trong công việc kinh doanh còn đáng bực hơn. Chàng bắt đầu băn khoăn không hiểu liệu ông bố có phân biệt đối xử tí nào trong việc chia gia tài không? Không biết ông cụ đã nghe nói gì về chuyện rắc rối của chàng với Jenny chưa? Không biết ông cụ có giận chàng vì đã nhiều lần nghỉ dài ngày và bỏ công việc kia không? Lester không thấy rằng đứng về mặt công ty của gia đình chàng mà nói, chàng có thể bị buộc tội không oan uổng vì thiếu năng lực hoặc vì thái độ thờ ơ. Trước kia chàng đã làm tốt phần việc của mình, giờ đây chàng vẫn là người điều tra nghiên cứu các đề nghị trình lên công ty, người nghiên cứu các hợp đồng và người cố vấn được tin cậy của bố mẹ chàng. Nhưng chàng đang bị kém thế, liệu rồi cơ sự sẽ dẫn đến đâu? Chàng nghĩ về điều đó, song không thể đi đến kết luận nào. Ít lâu sau, cũng trong năm ấy, Robert đưa ra một kế hoạch cải tổ bộ phận chấp hành của công ty. Ông ta đề nghị xây một nhà triển lãm lớn và một kho chứa hàng tại đại lộ Michigan của thành phố Chicago, rồi sẽ chuyển một phần các kho hàng hoàn chỉnh của họ đến đó. So với Cincinnati thì Chicago trung tâm hơn. Ở đó có thể dễ dàng gặp và giao dịch với những người mua hàng ở miền Tây và những lái buôn trong nước. Ông già họ Kane và Lester lập tức tán thành ý kiến này. Cả hai nhìn thấy những ưu điểm của kế hoạch ấy. Robert gợi ý rằng Lester nên đảm nhiệm việc xây dựng các building mới. Vì công việc ấy, có lẽ chàng nên ở Chicago một phần thời gian của mình. Ý kiến ấy rất hấp dẫn đối với Lester. Cho dù công việc kia sẽ khiến chàng phải xa Cincinnati, nếu không phải là xa hẳn, thì cũng là phần lớn thời gian của mình. Như vậy, vừa đường hoàng lại vừa đại diện cho địa vị của mình trong công ty này. Chàng sẽ có thể sống được ở Chicago và có thể có Jenny bên mình. Cái ý đồ của chàng khi trước về việc kiếm một ngôi nhà sẽ có thể thu xếp được mà không gặp khó khăn gì. Chàng đồng ý. Robert mỉm cười. Tôi chắc rằng từ kế hoạch này, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt ở khắp nơi. Ông ta nói. Vì công việc xây cất chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu, nên Lester quyết định rời đi Chicago ngay lập tức. Chàng gửi thư dặn Jenny đón mình và hai người cùng chọn một ngôi nhà ở phía bắc thành phố. Đó là một dãy buồng rất tiện lợi, ở một đường phố hẻo lánh gần một cái hồ, rồi chàng cho sửa sang lại, sắm sửa đồ đạc cho hợp sở thích của mình. Chàng mường tượng rằng, sống ở Chicago chàng sẽ có thể đóng vai một người chưa vợ. Chàng sẽ không bao giờ cần phải mời bè bạn đến nhà mình. Đã có các văn phòng của chàng, ở đó người ta luôn luôn có thể tìm gặp chàng. Đã có các câu lạc bộ của chàng và các khách sạn. Theo cách suy nghĩ của chàng, việc sắp xếp kia thật là lý tưởng. Cố nhiên, việc Jenny đi khỏi Cleveland khiến tình hình gia đình ông Gethard đi đến chỗ gây cấn nhất. Có thể gia đình sẽ tan tác, nhưng ông Gethard đón nhận chuyện ấy với thái độ hiền triết. Ông đã già rồi, ở đâu chẳng được. Có hề gì, Bas, Martha và Roger đã tự lo liệu lấy cho bản thân được rồi. Veronica và William còn học nội trú trong trường, nhưng cũng có thể thu xếp cho hai đứa ăn ở trọ tại nhà một ông hàng xóm. Mối lo thực sự duy nhất của Jenny và ông Gethard là con bé Vesta.
Đương nhiên, ông Gethard nghĩ là Jenny phải đem đứa trẻ đi theo. Một người mẹ còn có bổn phận gì khác nữa? Con đã nói với anh ấy chưa? Ông hỏi nàng khi cái ngày nàng dự định ra đi đã được ấn định. Chưa, nhưng ít lâu con sẽ nói. Nàng nói để ông yên lòng. Lúc nào cũng ít lâu. Ông lắc đầu, một cái gì ứ lên trong cổ họng làm ông tắc nghẹn. Như thế thì tệ quá, thật trọng tội. Bố e rằng Chúa sẽ trừng phạt con. Đứa bé cần phải có người trông nom. Bố thì già rồi, nếu không thì bố sẽ nuôi nó. Ở đây suốt ngày chẳng có ai mà trông nom cho nó được tử tế, mà lẽ ra nó phải có. Ông lại lắc đầu. Jenny đáp giọng yếu ớt. Con biết, con sắp sửa thu xếp chuyện ấy cho ổn đây. Ít lâu nữa con sẽ đưa cháu đi với con. Con sẽ không bỏ mặc cháu đâu, bố biết đấy. Nhưng còn họ con bé, nó phải có họ chứ. Chỉ một năm nữa là nó đi học. Người ta cần phải biết tên họ nó là gì. Sự thể không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được. Jenny thừa hiểu là sẽ không thể cứ như vậy. Nàng rất yêu con. Nỗi đau khổ lớn nhất nàng phải chịu đựng chính là việc nàng luôn luôn phải xa con và phải lặng thinh không nói gì đến ngay cả sự tồn tại của bé Vesta. Như vậy là bất công đối với đứa bé, nhưng Jenny không biết phải làm gì khác hơn được. Vesta có quần áo đẹp, có mọi thứ nó cần, ít ra thì nó cũng được đầy đủ. Jenny hy vọng sẽ cho nó được học hành tử tế. Giá như ngay từ đầu, nàng nói thật với Lester thì tốt biết bao. Bây giờ thì hầu như đã quá muộn rồi. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy rằng từ trước đến giờ mình đã hành động nhằm mục đích tốt đẹp nhất. Cuối cùng nàng quyết định kiếm một phụ nữ hoặc một gia đình tốt ở Chicago để thuê trông nom bé Vesta. Tại một khu kiều dân Thụy Điển ở phía tây đại lộ Lausanne, nàng gặp một bà già xem ra có đủ những đức tính cần thiết, sạch sẽ, mộc mạc và ngay thẳng. Đó là một bà quả phụ. Bà này đi làm vào ban ngày, nhưng bà sẵn lòng thu xếp để có thể dành tất cả thời gian trông nom Vesta. Khi nào tìm được một nhà trẻ tốt, thì đứa bé sẽ đến đó. Nó sẽ phải có đồ chơi và được trông nom tử tế. Và bà Onsen này sẽ phải báo ngay cho Jenny biết mọi thay đổi về sức khỏe của đứa bé. Jenny dự định sẽ đến thăm nó hàng ngày và nghĩ rằng những khi Lester ra khỏi thành phố, thỉnh thoảng nàng cũng có thể đem con về nhà. Trước kia tại Cleveland nàng vẫn ở với con mà chàng cũng có phát hiện ra điều gì đâu. Mọi việc thu xếp xong là Jenny trở về nhà ngay khi có cơ hội thuận tiện đầu tiên để đem Vesta đi. Ông Gethard đã suy nghĩ nhiều về tổn thất sắp tới của mình. Lúc này tỏ ra lo lắng về tương lai đứa bé. Lớn lên nó phải thành một đứa con gái ngoan. Con phải cho nó học hành tử tế, nó rất nhanh trí. Ông bàn đến chuyện nên gửi nó đến một trường học của một nhà thờ dòng Luther. Song Jenny không chắc rằng mình sẽ làm như vậy. Thời gian và mối quan hệ với Lester đã khiến nàng cho rằng có lẽ trường công tốt hơn bất kỳ một tổ chức tư thục nào. Nàng không có điều gì phản đối nhà thờ một cách đặc biệt, nhưng không còn dựa vào những lời giáo huấn của nó như một thứ kim chỉ nam về sự đời nữa. Việc gì nàng lại phải như vậy? Ngày hôm sau, Jenny thấy cần phải trở lại Chicago. Con bé Vesta vừa hồi hộp vừa háo hức đã được chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Ông Gethard cứ đi thơ thẩn loanh quanh mãi, bồn chồn như một linh hồn lạc lõng trong lúc đứa bé được mẹ mặc quần áo. Giờ đây, khi cái giây phút thực sự kia đã điểm, ông cố hết sức nén tình cảm của mình lại. Ông có thể thấy rằng đứa trẻ lên năm kia chẳng nhận thức được ý nghĩa của giờ phút ấy đối với ông như thế nào. Nó vui sướng và ích kỷ, cứ nói nguyên thuyên về cuộc đi và về cái tà quả. Cháu bé phải ngoan nha. Ông vừa nói vừa bế bổng nó lên mà hôn. Cháu phải học giáo lý và phải cầu kinh. Cháu sẽ không quên ông chứ. Ông cố nói tiếp nhưng lạc cả giọng nên không nói được. Jenny đau lòng thay cho bố, cố nén xúc động. Thôi, nếu biết bố như thế thì con... Con đi đi, đi đi, như thế là tốt nhất. Và với một thái độ trang trọng,
Ông đứng sang một bên trong lúc hai mẹ con bước ra cửa. Rồi ông quay vào trong gian nhà bếp, là nơi ông ưa thích. Cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ông nhắc đi nhắc lại. Bọn họ cứ lần lượt bỏ ông mà đi. Bà Gethard, thằng Bass, con Mather, Jenny và cả Vesta. Ông xoắn chặt hai bàn tay vào nhau theo cái kiểu cổ xưa của mình và lại lắc đầu lia lịa. Sự đời thế đấy, sự đời thế đấy. Tất cả bọn họ đều bỏ ta mà đi. Toàn bộ cuộc đời ta thế là tan nát. Tan nát. Tiểu thuyết Jenny Gethard tập 12 sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Kỳ sau. Chào tạm biệt.